Chào các bạn, mời các bạn xem kèo 44. Phía bên bên 44 bên đây thì cầu phải là Sang Miệt Thứ, cầu truyền là Tony, cầu trái là Tiến Đen, cầu giữa là Chí Thống. Phía bên 44 bên kia thì gồm có cầu phải Trọng Chim, cầu truyền Phong, cầu trái Lam Trảng Bàn, cầu giữa Dũng Lai. Điều đặc biệt hôm nay khá thú vị nha các bạn, đó là mọi pha bóng mà chạm lưới hay là bóng mà ăn tay á thì sẽ được xử lý bằng công nghệ VAR. Cái công nghệ VAR thì các bạn nhìn thấy trên ghế trọng tài Tuấn Anh đang cầm máy quay á, đó, cái đó là công nghệ VAR của sân nha các bạn. Thì trận đấu hôm nay sẽ được áp dụng bằng cái công nghệ VAR đó, khá thú vị nha các bạn. Điểm 3-0. Anh áo vàng ơi. Điểm 1-3 cho Sang Miệt Thứ. Dưới ngày Dũng Lai phát luôn thống. Điểm 4-1. Tập trung trong sân đi. Nhìn ngoài không? Điểm 5-1. Tập trung vô tiếng ơi. Điểm 2-5. Điểm 6-2. Điểm 3-6. Điểm 4-6. Điểm 5-6. Quá quá rồi, vô bạc rồi chứ. Điểm 7-5.
Thấm mớm học trường đời. Nè rồi, nâu đỏ, nâu hồng. Bi thì thiết tâm. Điểm 8, 5, hai đội đổi sân. Điểm 6, 8. Điểm 9, 6. Điểm 7, 9. Điểm 8, 9. Sao sao? Bây giờ là anh Điểm 10, 8. Điểm 9, 10. Điểm 10, đều. Ráng lên mấy đệ ơi. Mai ơi. Điểm 11, 10. Điểm 12, 10. Chúng ta sẽ xem công nghệ VAR xử lý như thế nào nha các bạn. Coi bóng vừa rồi ha.
Sau khi trọng tài xem lại công nghệ VAR thì xác nhận là quả bóng nó không ăn tay. Điểm thuộc về sang vị thứ các bạn. Điểm 13-10. Không thể nào chạy được. Điểm 14-10. Bây giờ đừng quá khích mà. Điểm 11-14. Điểm 15-11. Điểm 12-15. Có ai đâu, chú đá quá trời luôn, có ai nhận đâu. 2-5. Ghét điểm tôi còn nó đậm luôn thấy hả. Điểm 16-12. Thứ thắng nha các bạn.